máy chậu qua giấy này nè, chậu nhiêu thằng lớn cái 3 triệu. Lớn này ha. Dạ. Lớn này 3 triệu. Dạ. Rồi, ngoài đó cũng vậy luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi mấy cái này chung chung bên đây. Thằng kế này nó 2 chậu đó. Rồi. Là đó là 1 chậu 1 triệu. À, 2 chậu 1 chậu 1 triệu. Dạ. Rồi. Rồi cái đó là 1 chậu 250. 250 chậu. Dạ. Rồi. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình đi vô trong cái chỗ người ta dựa bông á, khúc trong cầu tre này cô chú anh chị. Mình vô chỗ mình kiếm cây tắc ngọt, mình mua cái chậu tắc ngọt thử coi nó có ngọt không. Thấy người ta cũng có đăng lên á, để vô chỗ mua thử cái chậu về. Mình dắt này mình chạy tới cầu tre. Rồi ngày mới mình mến chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi giấc này mình chạy tới cái dựa bông này nha cô chú anh chị. Chàng đẹp quá đẹp. Đỏ kia mà không bắn quá đẹp. Mấy bông trang này con chậu bao nhiêu anh? 40 ngàn. Dạ. À, cũng đẹp này đỏ coi chú anh chị đỏ đây này mà dắt nó này màu hồng phấn phấn đẹp. Đây chen là chiếc chen gì? Chen đó là chen sen. Chen sen hả anh? Chen sen. Ờ, chen sen. Bông. Thấy lạ lạ. Bông giấy. Hơn trước có mấy chậu bông giấy nhìn đẹp quá đẹp luôn. Này cũng đủ thứ cây đó. Cây quá đẹp. Lan ở cái này. Cái này cái gì ta?
để lát mình hỏi cái anh chủ coi cây này cây gì. Thấy ngộ quá nè, trái đỏ quá đỏ. Cây này cái gì anh? Ở cây kim ngăn lượng ha. Cái này anh bán chậu vậy nhiêu? 140 một chậu. À. Trái đỏ nhìn thấy đẹp mắt quá cả nhà. Một chậu. Chậu anh nói. Cái này quá trời bông rồi. Mình nhiều loại cây quá mình không có gạch về tên của mấy loại hoa này, không biết hoa gì. Kim ngăn lượng cây đẹp hết sức. Bên đây này, cái này hoa gì anh? Trà mi. Trà mi quá đẹp bông cái nha, nhà coi nè. Đó, cũng có nụ, cũng đẹp hết sức đẹp. Đó, lan biết nhìn biết lan thôi chứ không biết tên gì. Đẹp chứ, quá đẹp luôn à, cô chú anh chị. Cánh bự bự không à, đẹp mắt đẹp. Đây cũng có số. Tắt đây, biết tắt này tắt ra. Cái này chắc tắt ngọt nè cô chú anh chị. Trái tắt nó hơi dài dài chút xíu nè. Này biết phải tắt ngọt không? Đến hồi mình hỏi. Cái này tắt này tắt ngọt phải không? Tắt đường rồi tắt chua. Ở rồi tắt ngọt. Tắt ngọt ở bên đâu? Có rồi, tắt chua nó kiện. Hả? Tắt chua nó kiện. Cây tắc mà cái trái mình ăn được á, ngọt á. Này không có được. Không có hả? Dạ. Ủa sao sao anh thấy ở ngoài ngoài có đăng lên cái có tắc ngọt mà ta? Cái này nè. Cái này nè, cái bởi vì thấy cái trái nó dài dài hơn, khác hơn người ta nè. Thấy không? Trái nó hơi dài dài á, nè. Này là tắt cái ngọt, còn ở bên đó là tắt gì, trái nó sọc sọc rồi cây kia bên gì quên, tắt kiển luôn thì tắt kiển hả? Dạ. Trái này cả nhà, trái màu sọc sọc ha. Này kia bằng giống màu cẩm thạch quá. Cái tắt quá đẹp. Mấy cái chậu tắc này nhìn cái màu của nó cháy sọc sọc quá cô chú anh chị. Cái tắc hơi sọc sọc, màu khác hơn mấy cái tắc kia. Cái tắc này kia bằng tắc gì anh? Tắc cẩm thạch. Đón thì mà nó cũng đúng nha, tắc cẩm thạch. Đây hoa giấy. Hoa giấy 1 2 3 4 1 2 3 4 4 màu. Này cũng có ngũ sắc. Đây. Đây hôm nay hỏi giá cây tắc ngọt cây nhiêu.
đè chèn nè, quá đẹp, quá đẹp luôn nha, rực rỡ. Vậy tắc tắc ngọt này ăn chậu nhiêu anh? 70.000 ha. Dạ. 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 Nó anh chủ nói một chậu vậy là 70.000. Ở tiệm này là tiệm ở trong về hướng cầu tre đi Tiểu Cần á nha cô chú anh chị. Cầu tre để coi cây đến hồi quay cái bảng, coi cái bảng gì tên gì nha cho cô chú anh chị mình xem. Đó, vậy rồi xung sung là sung gì đã ấy. Sung này sung đỏ hay là sung gì? Sung đỏ mình hả? À, sung đỏ nè cô chú anh chị, trái đẹp này, có trái nhỏ 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 nè, có sung đỏ kìa, người ta đang sung sung bồng xuống hay lên không biết, giờ xuống nữa. Thứ nó ngoài giấy nè cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Hết sức góc nó nhìn cũng đẹp. Ngoài giấy rực rỡ luôn cô chú anh chị, thật là đẹp mắt luôn. Bữa nay đó là ngày 24 tháng chạp rồi cô chú anh chị, cũng cần kề đến Tết rồi, bà con mình đem hoa ra trưng bày đặng bán. Thì hoa giấy quá lẻ bồng hết chứ, cây gốc quá đẹp, gốc uốn héo. Quá đẹp. Đủ màu hết trơn, màu sắc rực rỡ. Thank you.
đây có mấy chậu tắc thường nữa nè cô chú anh chị, trái cũng hết sức trái. Tắc này chậu nhiêu? Tắc này chậu 150. Rồi mấy chậu hoa giấy này nè, chậu nhiêu? Chậu lớn thì 3 triệu. Lớn này ha. Dạ. Lớn này 3 triệu. Dạ. Rồi ngoài đó cũng vậy luôn ha. Đúng rồi. Rồi mấy cái này chung chung bên đây. Thằng kế nó hai chậu đó. Rồi. Là đó là 1 chậu 1 triệu. Rồi hai chậu 1 chậu 1 triệu. Dạ. Rồi cái nữa là 1 chậu 250. 250 chậu. Đó. Nhỏ bên kia nó 1 chậu 4. Rồi. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Dạ. Quá lẻ bồng. Trong đây cũng có bán các loại cây cây trồng trái của mình, nhóc đó, nhãn, nhãn rồi để bơ, xài, đủ thứ, bơ, xài, sầu riêng, nhóc luôn, đủ loại. Dừa nữa, mít, mít ruột đỏ. Đây này cô chú anh chị, đó. Mít ruột đỏ, đó ruột vàng, măng cột, cũng đủ thứ hết trơn. Cây chùm ruột nữa nè, này chắc mấy cái bồng bon hay dâu, bồng bon quá. Này bồng bon nè, ta có để bán nè. Bon, bưởi nè, bưởi gà hoa luôn. Măng cột. Bông giấy đẹp đẹp thôi, màu sắc thật rực rỡ. Mấy cái chậu bông giấy này cũng cũng có lớn nhỏ, giá nó trên lệch khác nhau, cũng tùy theo người người mua. Quá đẹp. Mấy cây sung này ăn chậu nhiêu? Không hình giá nữa. Đây con. Cái tiệm cây này, cái tiệm cây giống. Để qua quay cái bảng hiệu cho cô chú anh chị mình xem nha. Này để 6 sang. Chạy cây giống, cây chậu. Cây chạy
cây giống cây trồng này là nằm ở khu vực Cù Tre mình nha cô chú anh chị. Cù Tre, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Cô chú anh chị mình có cần mua cây giống gì mình trồng á, chạy vô Cù Tre này nè. Đó, tiệm cây giống Sáu Trang này nè. Tiệm bán đủ loại các cây để cho mình trồng nha. Để mình lựa một chậu tắc ngọt nè. Coi nào được. Để mình lựa ăn chậu mới được. Chậu nào coi cho nó được chút xíu. Rồi, lấy chậu này đi. Rồi, gửi tiền luôn nè. Xin tạm dừng clip đi luôn nha cô chú anh chị. Rồi hẹn cô chú anh chị clip mình tiếp theo nữa nha. Cô chú anh chị xem clip mình thấy hay cái cô chú anh chị cho mình một like và một đăng ký nha. Đó, cô chú anh chị có cần mua cây vô trong cái cửa hàng của Sáu Trang nha. Sáu Trang Cù Tre. Đó, cây giống. Xin chào cô chú anh chị mình luôn nha. Quà giấy quá đẹp. Rồi, cảm ơn.